皆さん、こんにちは。コスモスのZoomです。Xin chào tất cả các bạn, mình là Zoom Cosmos. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn phần từ mới theo cuốn Mimikara của Boeru từ số 171 đến 180. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học các cặp động từ. Ở đây chúng mình sẽ có bên trái là tự động từ, bên phải là tha động từ. Chúng ta sẽ có sagaru và sagaru bắt nguồn bởi chữ hạ, cho nên sẽ mang nghĩa là xuống gì đó. Tiếp theo là kologaru và kologasu. Ở đây là chữ chuyển và cả hai đều mang nghĩa rằng là cái gì đó rơi, ngã, lăn. Thứ ba đó là katamuku. Katamuku hay katamukeru ở đây đều là chữ khuynh trong từ khuynh hướng, thể hiện sự nghiêng ngả về một nơi nào đó. Tiếp theo chúng ta có cặp chirakaru, chữ tản, thể hiện rơi vãi bừa bộn, chirabaru. Và tha động từ sẽ là chirakasu. Ngoài ra chúng ta còn học hai động từ nữa là urakaesu và kizamu. Ura là mặt trái, kaesu là lật, lật mặt trái ra, lật mặt. Kizamu đây là chữ khắc trong từ điêu khắc. Và rồi chúng mình cùng nhau bắt đầu tìm hiểu các từ này nhé. 171 を下げる hạ để làm hạ xuống, giảm đi. 日差しが強いのでブラインドを下げた. Ý nghĩa số 1. Ví dụ 1. Vì ánh sáng mặt trời mạnh nên tôi đã buông rèm cửa sổ xuống. すみませんと頭を下げた. Tôi đã cúi đầu nói xin lỗi. Ý nghĩa số 2. 窓のそばに風鈴を下げた. Tôi đã hạ thấp chuông gió bên cạnh cửa sổ xuống. 店のドアに本日休業の札を下げた. Tôi đã treo tấm biển hôm nay nghỉ kinh doanh lên trên cánh cửa của cửa hàng. Ý nghĩa số 3. 荷物を手に下げて持つ. Tôi treo hành lý trên tay. 肩からカバンを下げる. Tôi sẽ đeo túi sách trên vai. Ở ý nghĩa số 3 này thì các ví dụ như ở đây chủ yếu dùng với chữ Hán sageru. 172 korogaru. Chuyển, lăn lóc, đổ nhào. Ý nghĩa số 1. Ball ga korogaru. Bóng lăn. Sakamichi o korogatte ochita. Ngã, lăn trên dốc. Từ ghép. Korogari ochiru. Ngã lăn xuống, từ cùng loại. Korogeru. Ngã, đổ nhào, lăn tròn. Koroge ochiru. Rơi phịch xuống. Koroge mawaru. Lăn tròn. Warai korogeru. Cười lăn lộn, cười bò ra. Ý nghĩa số 2. Betto ni korogatte hon o yonda. Tôi bổ nhào xuống giường nằm đọc sách. Tuy nhiên, ở ví dụ này thì hiện nay người ta hay dùng với nekorogaru hơn. Từ ghép. Nekorogaru. Ngả lưng xuống ngủ. Ý nghĩa số 3. Yamamichi ni ishi ga takusan korogatte iru. Rất nhiều đá trên đường núi. Ở đây không phải là đá đang lăn, mà là đây là chỉ rằng là trạng thái mà sau khi đã lăn xuống và còn lại rất nhiều trên mặt đường. Sonna hanashi wa doko ni demo korogatte iru. Chuyện như thế này thì ở đâu cũng thấy. 173 korogasu. Chuyển, tha động từ, lăn làm cho đổi nhào. Ý nghĩa số 1. Bowling no tama o korogashite pin o taosu. Lăn quả bóng bowling làm đục pin. Saikoro o korogasu. Tung số sắc. Ý nghĩa số 2. Te ga atatte biru bin o korogashite shimatta. Tôi va tay vào và làm đổ chai bia. Ý nghĩa số 3. Nimotsu wa tekitou ni sono hen ni korogashite oite kudasai. Hãy cứ quăng tạm hành lý vào góc kia nhé. Ví dụ này thì ít dùng. 174 katamuku. Khuynh, nghiêng về, ngả. Jishin de hei ga katamuite shimatta. Vách tường bị nghiêng do động đất. Danh từ katamuki, lệch. Ý nghĩa số 2. Hi ga katamuku to kion mo sagatta. Khi mặt trời sẽ bóng, nhiệt độ cũng giảm xuống. Ý nghĩa số 3. Giron suru ni tsure, hitobito no iken wa hantai ni katamuite shimatta. Sau khi thảo luận, ý kiến của mọi người nghiêng về phía phản đối. Ý nghĩa số 4. Kei no shippai niyori kaisha ga katamuita. Công ty bị chao đảo do thất bại trong kinh doanh. Ie kuni ga katamuku. Nhà bị nghiêng, quốc gia nao núng. 175 katamukeru. Khuynh, làm cho có khuynh hướng, làm nghiêng, tha động từ. Ý nghĩa 1. Ano ko wa wakaranai koto ga aru to kubi o katamukeru kuse ga aru. Đứa trẻ đó có tật nghiêng cổ khi gặp chuyện gì không hiểu.
瓶を傾けて中身を出した。làm nghiêng bình để lấy cái bên trong ra. ý nghĩa số 2. 彼は若い頃から研究に情熱を傾けていた。anh ấy ngay từ khi còn trẻ đã có thiên hướng quan tâm đặc biệt với nghiên cứu. quán ngữ. 耳を傾ける。lắng tai nghe. 学生たちは先生の話に耳を傾けた。các bạn sinh viên lắng tai nghe câu chuyện của giáo viên. 176裏返す lật, lộn ngược, ghép vào chữ lý và chữ phản. Đây là thay đổi từ. この書類を書き終わったら、裏返して机の上に置いてください。Anh viết xong hồ sơ này thì hãy lật úp xuống rồi để lên trên bàn nha. Từ cùng loại. ひっくり返す đảo lộn, đảo ngược. Danh từ. 裏返し lộn trái. Ví dụ. セーターを裏返しに着て外出してしまった。Tôi đã lỡ mặc áo len lộn trái rồi đi ra ngoài. Tự động từ. 裏返る. Ví dụ. 机に置いた紙が風で裏返った. Tờ giấy để trên bàn bị gió lật ngược lại. 177. 散らかる. Tán, lung tung, vương vãi. Tự động từ. 兄の部屋はいつも散らかっている. Phòng của anh trai tôi lúc nào cũng bừa bộn. 部屋に雑誌が散らかっている.tạp chí để lung tung khắp trong phòng. 178. 散らかす. Tán, làm vương vãi, vứt lung tung, thay động từ. うちの子はすぐに部屋を散らかしてしまう. Còn tôi ngay lập tức làm căn phòng trở nên bừa bãi. 部屋に雑誌が散らかしてある. Tạp chí vứt lung tung khắp phòng. 179. 散らばる. Tản, bị vứt lung tung, rải rác. Đây là tự động từ. Ý nghĩa số 1.路上にゴミが散らばっている。Rác bị vứt lung tung trên đường. 夜空に星が散らばっている。Các vì sao rải rác khắp bầu trời đêm. Từ cùng loại. 散乱する。Tiêu tan. Ý nghĩa số 2. 彼の子孫は日本中に散らばっている。Con cháu của ông ấy sống hoặc là có rải rác khắp trên đất nước Nhật. 180. 刻む。Khắc, thái rau, quả, khắc. Thay đổi từ.ý nghĩa một. キャベツを刻んで炒める. Thái bắp cải để xào. 時計が時を刻む. Đồng hồ điểm giờ. Ý nghĩa số 2. Ý nghĩa 3. 石に文字を刻む. Tôi khắc chữ lên đá. 大きな岩を刻んで仏像を彫る. Tôi đục chạm tảng đá lớn để khắc tượng Phật. Từ liên quan. 彫刻する. Điêu khắc. Ý nghĩa 4. 父の言葉を胸に刻む. Tôi khắc sâu những lời của cha trong tim.祖母の顔には深いシワが刻まれていた。Những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt bà tôi. Như vậy là chúng mình vừa cùng nhau tìm hiểu xong phần động từ từ số 171 đến 180 rồi. Hy vọng rằng các bạn sẽ có thêm nhiều từ mới hơn. Chúc các bạn luôn có những giây phút học thật thú vị cùng với học tiếng Nhật Cosmos. Xin chào và hẹn gặp lại.